hơn 300 nhà nghiên cứu, 1 tỷ nhân dân tệ vốn đầu tư nghiên cứu và phát triển. Đã 3 năm trôi qua, dự án tái tổ hợp gen quanh đã nghiên cứu được cái gì? Tại sao vẫn cần tăng thêm vốn đầu tư? Tái tổ hợp gen đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực, mà tôi sẽ dùng nó trong nhiều lĩnh vực khác hơn nữa. Ví dụ tái sinh. Ai đó? Y3, chủ quản hành chính nghiên cứu gen. Là ai bên đó thế? Chị Y3, là em đây. Vừa nãy em có nghe tiếng gì không? Chắc vừa nãy em không cẩn thận bị đập đầu đấy. Em xin lỗi. Được rồi, vậy không còn chuyện gì nữa rồi. Hành lang B2, tòa nhà nghiên cứu gen. 5 tiếng trước, khu bảo tồn động vật hoang dã Hồng Sam. Anh Lương, đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Ở đâu thế? Ở bên kia. Đi. Không sao chứ? Nguy hiểm quá. Mau đưa nó vào bệnh viện. Mau. Đừng ngây ra nữa. Anh xem cái này đi. Cái sừng như thế này lẽ ra không nên xuất hiện ở trên thân của một con rắn. Thời gian hình thành cái sừng này không vượt quá 1 tuần. Không thể nào. Nếu là tái tổ hợp gen thì sao? Cái này là của khủng long 3 sừng. Cái này là của trăn khổng lồ. Con rắn đó là sản phẩm thực nghiệm của công ty, bởi vì sơ suất của con người mà thoát ra ngoài. Tôi muốn xin anh giúp tôi thông qua dung hợp gen. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với gen. Khủng long sao? Cảm ơn anh đã tới. Không sao. Bây giờ công ty cần những chuyên gia nhanh giúp đỡ các động vật dung hợp gen thích ứng với môi trường mới. Các phòng nghiên cứu đều ở tầng B2, có các phòng thí nghiệm với những điều kiện khác nhau. Ông chủ các cô rất thích khủng long sao? Tiến sĩ muốn tạo nên một con khủng long chân thật đầu tiên.
Theo tôi được biết, trên thế giới đã không còn chuỗi gen khủng long hoàn thiện nữa rồi. Cho nên cách giải quyết của chúng tôi là đem hai gen tương tự kết hợp lại với nhau. Mỗi một hành lang hình tròn đều nối liền với con đường như thế này. Đằng sau là phòng bảo vệ, phía trước là tổ công trình. Mọi số liệu về gen đều ở đây. Những số liệu này tôi đều có thể kiểm tra sau. Bây giờ vẫn chưa được. Vậy cô bảo tôi làm việc kiểu gì? Anh Lương, anh đừng dội. Về sau tôi sẽ giới thiệu tỉ mỉ từng loại một cho anh. Thư Văn, sao thế? Tôi... Cứ nói đi. Cái gì? Dẫn tôi đi. Đi. Nhường đường một chút. Có chuyện gì thế? Bây giờ vẫn chưa rõ. Khu vực này luôn ít có người qua lại. Tôi cũng chỉ phát hiện ra trong lúc đi tuần tra. Báo cảnh sát chưa? Vẫn chưa. Mau báo cảnh sát đi. Được. Chờ chút. Anh Triệu, đội trưởng Triệu, đội trưởng đội bảo vệ. Vừa nãy nói chuyện với ông chủ rồi. Chuyện này do đội bảo vệ phụ trách. Nhưng chúng tôi sẽ điều tra rõ ngọn nguồn. Dựa vào dấu răng và mức độ cắn xé để xem thì chắc là bị một con mãnh thú tấn công. Cái gì? Mãnh thú? Mà còn là một con mãnh thú có kích thước rất lớn. Vị này là đội trưởng Triệu. Anh ấy là A Lương, là người phụ trách phòng đào tạo của chúng ta sau này. Vậy thì cũng là người phụ trách sau này. Chuyện ngày hôm nay do tôi phụ trách xử lý. Louis, điều chỉnh camera theo dõi. Anh bị sao thế? Nhát gan thế này mà còn làm bảo vệ sao? Người của phòng nhân sự các anh đúng là làm việc không đáng mặt con người. Đi đi. Các người làm gì thế? Cùng nhau hù dọa tôi phải không? Đây... đây là cái gì? Louis, mau đưa mọi người chạy đi. Những người khác vào kho vũ khí với tôi. Mau, mau chạy đi. Bên này. Mau mau mau, vào bên trong. Bên này, bên này. Sao chạy về bên này thế? Tôi muốn dùng những thiết bị này để hạ gục nó. Hãy
Louis. Mau chạy đi, tôi đang chạy mà. Đi. Đây rốt cuộc là con quái vật gì vậy? Không ổn rồi, y ba vẫn còn trong bồn tắm. Chờ chút, cô rốt cuộc còn chuyện gì chưa nói với tôi? Anh bây giờ muốn cùng tôi đi cứu y ba hay ở đây đôi co với tôi? Bồn tắm ở đâu hả? Ở dưới tầng hầm. Anh đưa cô ấy ra ngoài trước đi, hai chúng tôi đi cứu y ba. Tôi cũng muốn đi, anh hãy nghe tôi. Tôi nhất định đưa y ba về cho anh. Được. Được rồi, đi thôi. Cô hãy cẩn thận, tôi ở đây chờ các cô. Đầu óc tôi làm sao ấy? Tôi vừa mới tắm xong, đã không biết mắt kính để ở đâu rồi. Thật sự xin lỗi nhé, đều là do tôi cẩu thả.
tìm thấy rồi. Đừng hét. Mau chạy đi. Nó ở đằng sau. Đây là khủng long mà tiến sĩ đang nghiên cứu. Nó được kết hợp từ gen của tắc kè qua, khủng long Velociraptor và cá sấu. Khủng long đi theo hướng của cô, đúng không? Nước qua. Cởi tiếp. Cởi. Vẫn phải cởi tiếp sau.
Sao vậy? Không thấy nó đâu nữa rồi. Không thấy rồi. Có phải cô từng nói rằng nó có gen của tắc kè qua? Ý anh là nó đã đổi màu, giống màu xung quanh. Làm sao đây? Ở đây không có ánh sáng. Ánh sáng. Cái kia được không? Có thể mở ra không? Không vấn đề gì. Được. Vậy chúng ta liều một lần. Nó ở đó. Chạy mau. Đi. Không mở được. Thi Văn, sự việc là như vậy. Ông chủ khóa cửa từ xa rồi. Nếu ông ta không mở ra, không ai trong chúng ta thoát ra được. Báo cảnh sát chưa? Báo rồi. Nhưng ai mà tin được có khủng long bạo chúa chứ. Được rồi, mọi người chờ một chút. Ở đây chắc chắn an toàn. Hơn nữa, chút nữa anh Triệu sẽ tới tụ họp cùng chúng ta. Thi Văn, con khủng long này có điểm yếu nào không? Thi Văn, cô đã biết có khủng long từ sớm rồi sao? Tôi chỉ biết tiến sĩ đang lợi dụng dung hợp gen để nghiên cứu khủng long. Tiến trình cụ thể được bảo vệ tuyệt mật, không ai trong chúng ta biết rõ cả. Con khủng long này sao lại biết đổi màu vậy chứ? Có lẽ do hôm qua mất điện khiến cho gen đổi màu của nó phát triển. Rất có khả năng nó đang ở trong giai đoạn dung hòa nhanh chóng. Cô biết rõ sự tình mà không nói sao, Thi Văn, khiến cho bao nhiêu người lâm vào nguy hiểm. Trách nhiệm này do cô gánh vác. Cửa là do tiến sĩ đóng. Khủng long độc biến do tiến sĩ tạo ra. Cậu có thời gian ở đây nói nhảm. Thằng nghĩ xem làm sao để thoát ra ngoài thì hơn. Tôi không thèm ra ngoài. Làm gì vậy? Đừng gõ nữa. Khéo gọi con khủng long tới đây đó. Chúng ta cần phải tìm cách để thoát khỏi đây. Anh Lương, anh hãy tin tôi một lần. Chỗ này đủ an toàn rồi. Con khủng long này có thể dựa vào mùi để tìm được người. Chúng ta bao nhiêu con người ở đây, sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm tới. Cánh cửa này tôi vừa xem rồi, hoàn toàn không chịu được những cú đập của nó. Nhưng cửa chính đã đóng rồi. Mãn xà ra bằng cách nào? Nó ở phòng thí nghiệm trong rừng. Đường hầm. Đường hầm bây giờ vẫn chưa bị chặn kín. Chúng ta có thể ra từ đó. Được. Vậy trước khi khủng long tới, mọi người phải rời đi. Còn vấn đề gì không? Tôi không tới phòng thí nghiệm trong rừng. Ai biết được ở đó có gì chứ? Mọi người đi không? Hay là cứ đợi thêm đi? Muốn đi thì mấy người đi. Tôi không cùng mấy người đi tìm đường chết đâu. Tôi đi với anh. Chị,
Giờ chị tìm được cách, chị sẽ quay lại cứu mọi người. Đi theo tôi. Chờ chút. Vào bên trong. Nhưng mau, không còn thời gian đâu. Tất cả dữ liệu đều ở đây sao? Đúng. Sao thế? Bao gồm dữ liệu của khủng long. Cái này tôi không chắc. Chúng ta tra xem có thể phát hiện điểm yếu của chúng không. Đừng do dự nữa. Xin trời phù hộ. Mọi người nghe thấy gì không? Nghe thấy gì? Nghe thấy gì hả? Mọi người nghe kỹ đi. Không có tiếng gì cả. Không thể nào. Tôi vừa nghe thấy tiếng khủng long rồi. Khủng long? Khủng long? Có thật đó. Mọi người đừng làm ồn nữa. Chỉ cần chúng ta giữ im lặng thì không bị phát hiện đâu. Vừa nãy nên đi cùng với Thi Văn. Điều tại mấy người cứ không chịu đi cơ. Sao con người anh lại thế chứ? Long. Long. Y Ba. Mau tới giúp đi. Cửa phòng bảo vệ sắp bị đụng vỡ rồi. Anh mau tìm cách đi. Làm sao đây? Thi Văn. Mọi người theo tôi. Khủng long đâu? Đến đây. Đến đây. Đến đây. Đừng chạy về phía đó. Quay lại đi. Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa.
Khủng long ngã xuống rồi. Không sao rồi. Anh Triệu, anh giỏi thật đấy. Mai mà có đội trưởng Triệu, nếu không chúng ta chết chắc. Đúng đó, cảm ơn đội trưởng Triệu. Đúng đó, đội trưởng Triệu giỏi thật. Mai mà có anh Triệu. Chị không sao chứ? Anh Triệu, anh dùng súng gì thế? Khủng long to vậy mà cũng bị giật hôn mê. Súc sinh. Cuối cùng vẫn chỉ là súc sinh. Không ổn. Cơ thể nó dường như đang biến đổi. Hình như nó tỉnh rồi. Với lượng điện áp của súng này thì có là do cũng hôn mê nửa ngày. Louis, cậu đưa họ tới phòng họp. Dân, Tiểu Trương, cậu đưa con súc sinh này đến phòng thí nghiệm. Dân, đội trưởng, Y Ba, Thi Văn. Đi. Đi thôi. Đội trưởng, chạy! Mọi người cùng chạy tới phòng thí nghiệm, mau lên! Đến phòng thí nghiệm, mau. Mau tới phòng thí nghiệm, mau, chạy mau. Bên này, chạy bên này. Qua đây. Mọi người không sao chứ? Ở đây chắc không sao rồi. Tối thế này thì đi kiểu gì? Đúng đó, tối vậy biết đi làm sao. Đây chắc là bảng điện tử điều khiển đèn. Tôi tới công ty lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy con đường này. Đi thôi. Tôi vào trước. Sao anh ta lại làm thế chứ? Thi Văn, hay là cô xuống trước đi. Chờ chút. Đứng im. Tiếng gì vậy? Thank you.
Chạy! Y ba, chạy mau! Chạy mau. A Lương, lưng của anh sao vậy? Không sao. Anh ngồi xuống đi. Không sao, tôi thật sự không sao. Mau ngồi xuống. Từ từ thôi. Bao nhiêu năm nay, tay nghề băng bó của cô quả thật chẳng có chút tiến bộ nào. Phí lời, tôi chỉ băng bó cho một mình anh. Cô sao vậy? Tôi không thở được. Chị Thi Văn, sao vậy? Quấy lên cơn hen. Hít thở chậm. Hít thở. Hít thở chậm. Chị Văn, hít thở. Hít thở. Thi Văn, tiếp tục như vậy không ổn. Tôi đi đánh lạc hướng rắn. Không được, quá nguy hiểm. Yên tâm đi. Rắn bị dụ đi rồi, chúng ta chạy mau, mau. Chị, chúng ta không giúp được đâu. Thi Văn, A Lương, đi mau, Y Ba. Nó đã to như vậy rồi.
Dừng tay. Dừng tay. Thầy, đã đuổi đi rồi. Người cũng đã bị khống chế. Khủng long đâu? Ở gần khu hành chính tầng 2. Tôi cùng ngài tới phòng giám sát trước nhé. Nhanh lên. Tiến sĩ, đưa Thi Văn qua đây. Triệu Bác Hậu, chuyện này không liên quan tới Thi Văn. Cái tên điên mặt người dạ thú này. Triệu Bác Hậu, ông có gì thì nhầm vào tôi này. Uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy. Phía sau mỗi một hạng mục nghiên cứu, khó tránh khỏi sẽ có sự hy sinh. Nhưng tất cả những người đã dốc sức cũng đều nên giành được vinh quang. Các vị đều là nòng cốt trong tập đoàn, đã đi theo tôi bao nhiêu năm, đương nhiên cũng đều biết làm khủng long sống lại là tín ngưỡng và điều tôi theo đuổi cả đời. Tôi cho rằng anh vì tôi. Không ngờ bây giờ chúng ta đã có đứa con đầu tiên, sẽ nhanh chóng có đứa con thứ hai. Cô có biết nếu con quái vật mà các người tạo ra này mà lưu đày vào thế giới tự nhiên thì sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào không? Anh lại vậy rồi. Anh biết vì sao hồi đó tôi rời xa anh không hả? Là vì mỗi lần khi đối mặt với lựa chọn, thứ anh chọn đều là động vật chứ không phải tôi. Nhưng nếu các người từ bỏ cơ hội này, cô sao vậy? Mắt kính nhỏ. Mắt kính nhỏ. Sao vậy? Cô ấy sao vậy? Mắt kính nhỏ. Mắt kính nhỏ. Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Cô ấy lên cơn hen rồi. Hen. Triệu Bác Hậu, ông làm gì vậy? Triệu Bác Hậu. Mắt kính nhỏ. Triệu Bác Hậu. Mắt kính nhỏ. Đây. Triệu Bác Hậu, tên súc sinh này. Vậy bây giờ trong lòng các vị có thắc mắc gì không? Tiến sĩ, xin hãy thả chúng tôi. Tiến sĩ, xin hãy thả chúng tôi ra. Thả chúng tôi ra. Được. Nếu đã như vậy, bây giờ tôi cần mấy vị dũng sĩ đi tìm khủng long của tôi về. Vậy ai muốn trở thành người tiên phong cho lần hành động này? Cậu. Học sinh giỏi. Vậy cô đành phải vất vả rồi. Người chị này. Đủ rồi. Tôi đi. Tôi cũng đi. Dựa theo vị trí hiển thị cuối cùng của camera theo dõi, khủng long xuất hiện ở gần khu hành chính tầng 2. Louis, tôi cần cậu tới phòng phân phối điện ở tầng trệt, dập cầu giao điện, khiến toàn bộ tầng 2 tối lại. Được. Sau đó tôi dùng âm thanh dù khủng long vào trong lòng của khu thí nghiệm. Nhưng bây giờ khủng long đã vô cùng quen thuộc với chiếc lồng của khu thí nghiệm. Để đảm bảo cho khủng long có thể thuận lợi vào lòng, tôi còn cần tới một thứ nữa. Thứ gì? Mau thả chúng tôi ra, tiến sĩ.
Chúng tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tiến sĩ, xin hãy tha cho chúng tôi, tiến sĩ. Xin hãy thả chúng tôi ra. Xin hãy thả chúng tôi ra, tiến sĩ. Xin hãy thả chúng tôi ra. Tiến sĩ, cầu xin ông thả chúng tôi ra. Tiến sĩ, hãy thả chúng tôi ra. Chúc hai vị dũng sĩ mã đáo thành công. Luis, lát nữa nghe hiệu lệnh của tôi, chú ý an toàn. Anh cũng chú ý an toàn. Luis, tôi tới vị trí rồi. Cắt điện. Đã rõ. Tiến sĩ, nguồn điện tổng đã bị ngắt rồi. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ không giỡn được trò gì đâu. Khởi động nguồn điện dự phòng trong phòng thí nghiệm. Dân, đi. Ở đây này. Khoảng cách tương đối rồi. Đã rõ. Anh Lương, làm xong rồi. Làm rất tốt. Gặp ở phòng thí nghiệm. Được. Cậu giúp tôi mở ra. Cứu tôi với. Con người cậu sao thế hả? Không quan tâm sống chết của người khác sao? Sao cậu lại như thế chứ? Còn chúng tôi nữa. Mau giúp tôi mở ra. Cứu chúng tôi với. Đưa chúng tôi đi cùng. Mở ra giúp tôi. Đưa tôi đi cùng. Đưa tôi ra ngoài cùng với. Thẻ của tôi. Đưa tôi ra ngoài cùng với. Đừng ra ngoài dội. Đưa chúng tôi ra ngoài cùng với. Quay lại. Còn bọn tôi nữa. Tiến sĩ,
Đừng đi hướng đó. Đi. Louis. Mau, đóng cửa lại. Cái lồng này là nơi an toàn nhất trong cả tòa nhà này rồi. Bên ngoài có khủng long bạo chúa, chúng tôi cũng không ra ngoài được. Yên tâm đi, nhất định bọn nó sẽ đấu tới một sống một chết. Thì ra anh đã có kế hoạch từ sớm rồi. Xin lỗi, và để em chịu oan ức rồi. Thú gì đấy, tiến sĩ, sao thế? Vừa hay nhân cơ hội này kiểm nghiệm thành quả của tôi một chút. Thay đổi màu sắc rồi. Hốc má của con trăng đã tiến hóa thành cảm biến nhiệt, ngay cả khi mắt bị mù cũng sẽ không cản trở nó cảm nhận con mồi. Thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi. Nọc độc của rắn độc đầu đen lại khiến cho khủng long bạo chúa đột biến rồi.
Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đây chính là thành quả nghiên cứu của tôi. Cuối cùng tôi đã tạo ra được khủng long bạo chúa. Bá chủ lục địa thế giới khủng long của tôi đã xuất hiện rồi. Tiếp theo sẽ còn có thể làm sao đây? Bơi xuống dưới biển, bay lên trời. Luis, mau chạy. Được. Mau lên, mau. Vậy bây giờ phải làm sao? Anh không sao chứ? Không sao. Là tao đây. Chị, cuối cùng chị cũng tới rồi.
Bây giờ coi như chúng ta làm lành rồi nhé. Anh mơ đi. Lưng của anh vì em mà bị khủng long cào rách hết rồi này. Được, thưởng cho anh này. Đây mà là thưởng sao? Ít ra phải là hai người cùng nhau ăn, rồi em sẽ treo sợi dây ở giữa chứ. Phải vậy chứ. Vậy giờ tôi phải gọi là chị dâu rồi. Ngày trước cũng là chị dâu mà. Được rồi, được rồi. Sẽ bước vào trạng thái gây mê. Sau khi nhiệt độ ấm lên, rắn bắt đầu thức tỉnh. Thời kỳ đầu thức tỉnh, nhịp thở thay đổi từ nhịp nhàng sang ngắt quãng. Sau vài nhịp thở ngắt quãng, dần biến thành nhịp thở đều đặn, đồng thời tần suất càng ngày càng cao. Cục khí tượng đưa ra mức độ cảnh báo màu cam, dự đoán trong 72 tiếng tới, nhiệt độ cao nhất của thành phố sẽ đạt tới 37 độ trở lên. Cư dân thành phố hãy chuẩn bị các công tác dự phòng trước. Bản tin bổ sung thêm một tin tức. Sáng sớm hôm nay, tập đoàn nghiên cứu về gen, dược phẩm sinh học hàng đầu trong nước, xảy ra sự cố giả thú tấn công người, khiến nhiều nhân viên thương vong. Qua điều tra, những con thú được sản xuất nhân tạo thông qua công nghệ di truyền đã vi phạm nghiêm trọng quy định của quốc gia. Trước mắt, toàn bộ nghi phạm đã bị bắt giam. Tập đoàn nghiên cứu gen cũng bị đình chỉ hoạt động vô thời hạn.